Thông tin sầu riêng đông lạnh được xuất khẩu chính gạch sang thị trường Trung Quốc mang lại niềm vui, phấn khởi cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, các địa phương, nhà quản lý và ngành nông nghiệp đắk lắc. Ông Nguyễn Minh Công, giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm cho biết, từ năm 2022, doanh nghiệp đã bóc muối, cấp đông sầu riêng với 2.000 tấn trái. Năm 2023, bóc muối, cấp đông hơn 3.000 tấn trái hàng năm công ty chú trọng làm hàng sầu riêng đông lạnh từ tháng 5 đến tháng 11. Để chuẩn bị xuất khẩu chính gạch sầu riêng đông lạnh, công ty đã hoạch định kế hoạch phát triển chi tiết về quy mô nhà máy, chuẩn hóa kho xưởng và quy trình vận hành, chuẩn bị nhân lực, nguồn lực tài chính, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Nghị định sẽ là đòn bẩy, mang lại sức tăng trưởng rất lớn đối với nông sản, đặc biệt là sầu riêng. Doanh nghiệp xác định sầu riêng đông lạnh sẽ là một trong những sản phẩm mũi nhọn mang lại doanh thu lớn cho công ty. Do đó hiện nay, doanh nghiệp tìm kiếm để chuẩn bị xây dựng nhà máy thứ hai, chuẩn hóa và chuyên nghiệp, đáp ứng quy mô sản xuất, cấp đông sầu riêng. Ông Nguyễn Minh Công nhấn mạnh, khảo sát trên thị trường nội địa, giá sầu riêng hôm nay tiếp tục lặn sóng, ổn định tại các vùng trồng chính trên cả nước. Tại miền Tây Nam Bộ, giá sầu RI6 mua sô giao động ở 45.000 đến 53.000 đồng mỗi kg trong khi loại đẹp cao hơn khoảng 10.000 đồng là 58.000 đến 65.000 đồng kg. Sầu thái có giá dao động trong khoảng 65.000 đến 95.000 đồng kg. Khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá sầu RI6 mua Sô đang ở mức 45.000 đến 55.000 đồng kg, trong khi loại đẹp có giá tốt hơn là 58.000 đến 59.000 đồng kg. Sầu thái mua Xô tại hai khu vực này cũng có giá ngang nhau, 64.000 đến 70.000 đồng kg. Con sầu thái loại đẹp tại Tây Nguyên có giá tốt hơn, đạt tới 100.000 đồng kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Giá sầu riêng RI6 đẹp lựa có giá từ 58.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. RI6 sô có giá từ 45.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp lựa có giá từ 90.000 đến 95.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái mua sô có giá từ 65.000 đến 70.000 đồng kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền đông Nam Bộ. Giá sầu riêng RI6 đẹp lửa có giá từ 58.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. RI6 xô so có giá từ 45.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp lửa có giá từ 95.000 đến 98.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái mua xô so có giá từ 64.000 đến 70.000 đồng kg. Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên. Giá sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá từ 57.000 đến 59.000 đồng mỗi kg, Ri6 xô so có giá từ 45.000 đến 54.000 đồng mỗi kg, sầu riêng thái đẹp lựa có giá từ 94.000 đến 100.000 đồng mỗi kg, sầu riêng thái mua xô so có giá từ 64.000 đến 70.000 đồng mỗi kg.